Thưa quý vị, nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch thành phố Cần Thơ giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch, kết nối tour tuyến, tìm kiếm đối tác ký kết hợp tác liên kết phát triển du lịch với khu vực Bắc Bộ. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Cần Thơ đô thị miền sông nước vào ngày 20 tháng 10 tới đây tại Hà Nội. Hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch địa phương cũng như khai thác phát huy hiệu quả đường bay Cần Thơ Hà Nội và ngược lại. Đây còn là dịp đoàn đại biểu Cần Thơ tiến hành khảo sát các sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội để trao đổi kinh nghiệm trong công tác phát triển du lịch. Dự kiến có hơn 20 doanh nghiệp du lịch tham gia sự kiện bao gồm các khu điểm giường, khu du lịch sinh thái, công ty lữ hành, khách sạn, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp ô cốp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.